Vâng, xin kính chào quý chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hôm nay mình thực hiện cái video này tại thủ đô Tokyo, và anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Đồng thời xin chân thành cảm ơn quý chị các bạn đã bấm đăng ký và ủng hộ xem trong suốt những thời gian vừa qua. Thì hôm nay mình tiếp tục thực hiện cái video này tại trung tâm thương mại đồ cũ ở Nhật Bản. Anh chị em đã biết thì Nhật Bản vô cùng phát triển về các ngành công nghệ thông tin, nghe nhìn. Đấy, thì ngành đồ cũ của Nhật Bản thì vô cùng phát triển. Hiện tại bây giờ nó đang xuất khẩu cả cái đồ cũ này ra toàn thế giới luôn. Đấy, Nhật Bản thì đã quá nổi tiếng và dạng ngôn thanh. Thì hôm nay mình tiếp tục quay cho quý anh chị cùng xem và báo giá một số các sản phẩm tại Nhật Bản để quý anh chị cùng xem và tham khảo. Đấy, thì trước mắt quý anh chị các bạn, đây là một cái dòng loa. Loa nhỏ anh em nhé, nhỏ nhưng mà cực kỳ hay luôn. Đấy, với một thiết kế thì rất là đơn giản, tinh gọn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá cho anh em tham khảo. Trước mắt quý anh chị các bạn, đây là một con loa của Anh Quốc anh em nhé. Con này sản xuất năm 1992, hiện đang bán tại Nhật với giá 44.000 yên, nó khoảng hơn 8 triệu tiền Việt tại Nhật. Anh em thấy cái lưới của nó này làm rất là đơn giản này. Chỉ có một miếng mút này. Bên trong của nó thì rất là đơn giản này. Đấy, nhìn như là hàng hư, hàng lỗi, nhưng mà thực ra nó thiết kế như vậy anh em ạ. Cao khoảng hơn 30cm một chút này. Rất là tinh, tinh nhỏ, gọn nhẹ. Hàng này là hàng đẳng cấp anh em. Hàng này nghe phòng nhỏ thì quên sầu quên chất đi, nó ra được cả những cái âm thanh rất là nhỏ như tiếng gió thổi, tiếng lá rụng, mà bình thường những cặp loa khác thì khó ra được. Đây, đằng sau của nó đây, đằng sau của con này đây thì nó là thiết kế hai cầu anh em. Anh em thích nghe cầu nào thì nghe, thích nghe một cầu thì nghe, mà thích nghe hai cầu thì nghe, tùy theo sở thích của mỗi người. Con này bề ngoài của nó là vỏ gỗ anh em nhé, gỗ xịn luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là đơn giản và tinh tế, cực kỳ đẹp luôn. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó mình sẽ báo giá về Việt Nam cho quý anh chị để chơi sưu tầm. Đấy, thì bên cạnh đây cũng một cái cặp loa nhìn cực kỳ nhỏ luôn, vô cùng nhỏ luôn. Kích thước thì nó cũng bằng con kia thôi. Con này là con JBL 4312M, 4312M. Hiện tại đang bán tại Nhật với giá gần 50.000 yên, thì nó khoảng hơn 10 triệu, khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu chút xíu. Đấy, nhìn thì nhỏ nhưng mà rất là hùng vĩ anh em. Bởi vì nó thiết kế nhỏ này chứ cũng ba đường tiếng anh em nhé. Bát này, chép này, chung này, ống thông hơi này, có cả hai phím, hai nút tinh chỉnh phía trên nữa. Đấy, màu xanh dương ở phía trước rất là đẹp luôn, nhìn nhỏ nhưng mà nó thể hiện được sự oai phong hùng vĩ. Nhỏ xíu mà hơn 10 triệu anh em, kinh, đắt nhỉ. Nó phải làm xa thì nó mới đắt như vậy anh em, công nhận không? Tiền nào của ấy. Đấy, đẹp cực kỳ luôn, cực kỳ chất luôn. Đặt đằng sau cho anh em xem, ui giời, như là mới tinh, như đập hộp luôn này. Đằng sau của nó thì không có một cái thông tin gì cả. Đằng sau chỉ có hai chân nối dây thôi, không có gì hết. Đằng trước thì vô cùng đẹp luôn. Giá tại Nhật bây giờ là 10 triệu anh em nhé, 10 triệu. Con này cũng vậy, đằng sau không một thông tin là, nhưng mà thiết kế thì vô cùng đẹp. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì số điện thoại đang chạy trên màn hình quý anh chị các bạn nhé. Anh chị em chụp ảnh sau đó mình báo giá về tận sân nhé. Con này thì rất là đơn giản, gọn nhẹ, gửi về rất là nhanh. Gửi máy bay 15 đến 17 ngày là nhận được hàng thôi. Đấy, thì bây giờ có một số anh em dặn mình quay đĩa than. Ấy, thì hôm nay mình ở đây mình gặp một cái con đĩa than đẹp. Con đĩa than mình thấy là ưng ý nhất mà đẹp nhất, thì này mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy, con này là con đờ nông. Đờ nông rất là đẹp luôn. Đấy, anh em chờ lát mình khiêng xuống cái ghế nhé.
mình hạ nó xuống để mình quay cả đằng trước đằng sau cho anh em xem. Con này con DB-60L, giá xuất xưởng của nó là 90.000 yên, hiện tại bây giờ nó đang bán 44.000. 44.000 yên thì nó tương đương khoảng 10 triệu tại Nhật anh em, chưa có phí gửi về nhé. Phí gửi về thì mình sẽ cân lại cân nặng xong là trừ các loại, cộng các loại thuế phí vào nữa thì mình sẽ báo sau anh em. Bây giờ mình sẽ, quan trọng là mình sẽ bê xuống rồi mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem. Anh em chờ trong một giây lát. Đây, xe kịp mình bê xuống dưới đây thôi, tại vì cái tiệm này mình quen mà. Nên anh em người ta cũng rất để cho mình rất là thoải mái để quay phim với lại xem. Đấy, bây giờ quay cho anh em xem nhé. Con này theo trực quan của mình thì mình thấy cực kỳ mới và đẹp luôn. Mình quay, cố gắng là quay phía trước, phía sau cho anh em xem. Con này thì đầy đủ anh em nhé. Đầy đủ không thiếu cái gì, kim, thì đĩa này. Nguyên con này cứ cắm mà là xài thôi, hàng xài lướt mà. Hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản, chưa có một vết chảy xước nào đáng kể. Tất cả nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là nhiều anh chị dặn mình quay đĩa than, thì hôm nay cái con này rất đáng để chơi nha em nhé. Còn đa số những con kia nó kiểu như nó mất kim ấy, mình không muốn quay. Con này nó phải đầy đủ nguyên đai nguyên trạng, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đĩa than này thường thường các bác cứng tuổi này hay chơi, trẻ ít người chơi cái dòng này. Cái dòng này nó xuất âm cực kỳ hay luôn anh em. Đấy, đĩa than cực kỳ hay và cực kỳ tinh tế luôn. Anh chị em nào quan tâm thì chụp lại màn hình nhé, mình sẽ báo giá về tận sân. Tại vì là bây giờ chưa biết nó nặng bao nhiêu nên báo giá nó sai thì cũng không hay lắm, mà báo đúng báo chuẩn. Đấy, ngoài ra thì rất nhiều các dòng âm thanh khác nhau. Hiện tại bây giờ có một con đầu cối. Con đầu cối thì anh chị em chơi đầu cối thì biết, đầu cối càng ngày càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Con này là con Akai, vô cùng đẹp. Anh em nhìn qua thì thấy là nó rất là đẹp luôn. Con này là con Akai, số của nó là GX266D. Tất cả hoạt động hoàn hảo hết anh em nhé. Con này thì chạy băng 7, chạy băng 5, băng 7, cực kỳ sang trọng và quý phái luôn. Này anh em bày thì vô cùng đẹp luôn, xuất âm cực kỳ hay. Hiện tại đang bán tại Nhật 60.500 yên, nó khoảng hơn 10 triệu tại Nhật anh em, 12 triệu tại Nhật. Cái con này có giá xuất xưởng của nó ngày xưa là 30 triệu anh em nhé, nhưng bây giờ nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, thì anh em nào quan tâm, ui giời, đây có cả giấy tờ này còn nguyên luôn anh em, không biết là còn thùng xốp hay không mà chắc là không còn đâu. Đấy, đẹp không, tuyệt vời luôn anh em. Về ghim điện phát cho băng và phát là quay luôn. Đấy, anh em nào quan tâm thì số điện thoại đang chạy trên hình quý chị của bạn nhé, chụp ảnh lại màn hình sau đó mình sẽ báo giá về tận sân cho quý chị cùng xem. Đấy, hiện tại thì cái tiệm này có rất là nhiều các dòng âm thanh cao cấp, thì hôm nay mình đang rất là vội đấy, nhưng mà thời gian có hạn nên là cái clip này mình xin tạm dừng tại đây thôi. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip kế tiếp. Vâng, một lần nữa thì Loa 2 TV xin chân thành cảm ơn quý chị các bạn đã đăng ký và ủng hộ trong suốt những thời gian vừa qua. Clip này mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý anh chị mạnh khỏe và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.